thính giả, chúng tôi thuộc chương trình Văn hóa Nhân bản Học Việt. Hôm nay chúng tôi được gặp luật sư Bùi Kim Thành, là luật sư mà đã tranh đấu cho dân oan ở Việt Nam. Thì nhân tiện có một cái việc mà xảy ra trong cộng đồng Việt Nam, tức là giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đã đột ngột từ trần trên cái chuyến bay mà từ Washington DC mà vào sang Manila để mà tham dự cái đại hội về Biển Đông. Vậy thì trước những cái tin đó thì luật sư Bùi Kim Thành có cái kỷ niệm như thế nào và nghĩ sao về cái chuyện ra đi của giáo sư Bích, là một người mà luôn luôn tranh đấu cho dân chủ và tự do của Việt Nam? Xin phép anh Ngô Đình Vật với lại anh Lại Minh Thuận cho phép thành tới lại cái Khánh Trần một lại xong rồi thành sẽ trả lời được không ạ? Vâng vâng. Xin thưa với anh, với Kim Thành á, tôi là luật sư Bùi Kim Thành, đại diện cho hàng triệu dân oan Việt Nam. Trước cái thông tin mà cố giáo sư Nguyễn Ngọc Bích mà đột ngột từ trần trong cái việc mà đang đi chiến đấu, đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, để tố cáo tội ác cộng sản nó đang cai trị, đang cầm quyền tại đất nước Việt Nam, tôi rất bàng hoàng. Nhờ trên qua Facebook thì tôi nghẹn ngào, bởi vì đối với tôi, đối với hàng triệu dân oan Việt Nam thì cố giáo sư Nguyễn Ngọc Bích là một người, một tấm gương, mà một người mà tị nạn cộng sản, mà đấu tranh thật sự, mà một người có tài, có đức, mà hết lòng, mà đối với chúng tôi, đó là đối với hàng triệu dân oan Việt Nam, đó là ân nhân. Ân nhân của hàng triệu dân oan Việt Nam chúng tôi và của cái dân tộc đất nước này, có được những người mà như là giáo cố giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Và đối với tôi thì có cái kỷ niệm không thể quên được, đó là khi tôi mới vừa qua tị nạn do chính phủ Mỹ giọt bút với chính phủ Mỹ can thiệp mà cho tôi qua tại Texas, Dallas. Thì cố giáo sư, tôi đâu có biết cho cố giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đâu, thì mới phiên dịch cho cái tổ chức Human Rights Watch 6 tiếng đồng hồ. Mà tôi nói những cái từ mà ở trong cộng sản coi như là không có thể nào có ai ở ngoài này có cái sự thật về tội ác cộng sản, nhưng mà có thể dịch nổi được cái sự thật tội ác cộng sản nó đã và đang gây ra cho cái đất nước dân tộc Việt Nam của mình sau khi nó cưỡng chiếm cướp miền Nam Việt Nam. Do vậy và cái người mà của tổ chức Human Rights Watch, họ rất là vô cùng là coi như họ hiểu được cái sự thật tội ác của cộng sản qua cái lời phiên dịch của cố giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Mà đó là cái lần đầu tiên mà tôi được là tiếp xúc với lại cái cơ quan quốc tế về dân chủ nhân quyền, và tôi cung cấp cho sự thật tội ác của chế độ cộng sản khủng bố. Nó gây ra, nó trấn cướp dân quyền, nó tiêu diệt chánh pháp Chúa thật Phật thật tại Việt Nam. Mà cái tổ chức Human Rights họ hiểu qua cái sự phiên dịch rất là tài giỏi của cố giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Và sau cái cuộc phỏng vấn đó thì tôi có cơ duyên gặp được cố giáo sư Nguyễn Ngọc Bích ở tại đại hội của gia đình cụ tù nhân chính trị của cô Khúc Minh Thơ. Và sau đó là những cái tổ chức như là hội tổ chức người Việt quốc gia liên bang Hoa Kỳ. Chỉ tiếc một điều là ở ngoài, tại hải ngoại này vẫn còn, sau 40 năm, hơn 40 năm mà cộng sản nó cưỡng chiếm miền Nam rồi, vẫn có một số đồng bào của mình và cả những cái tổ chức chống cộng bằng cái mỏ nữa, họ bị cộng sản nó chui vô, nó đánh phá và nó làm, nó gây cho chúng ta nghi ngờ lẫn nhau, phe ta đánh phe mình. Và cho nên là khi những cái tổ chức mà rất là đúng đắn như vậy, thì khi mà cố giáo sư Nguyễn Bích đi tới tại Cali này nè, nó bao vây, cho nên là cố giáo sư coi như là họ không có tham gia, họ hỗ trợ để cùng nhau chúng ta đoàn kết lại để dùng cái vũ khí sự thật để tiêu diệt cái chế độ cộng sản khủng bố VC ở tại ngục tù lớn Việt Nam.
càng sớm càng tốt. Nếu chúng ta mà coi như là biết đoàn kết, mà biết và chung sức một lòng, mà dương cao cái ngọn cờ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ, cùng ngọn cờ Việt Nam Cộng Hòa, quốc gia chính nghĩa chúng ta là bên chiến thắng, mà chúng ta cùng hợp sức với nhau dùng cái vũ khí sự thật là đã tiêu diệt cái chế độ cộng sản khủng bố từ lâu rồi. Do vậy qua cái chương trình văn hóa nhân bản Lạc Việt duy nhất hiện nay tại hải ngoại là một cái phương tiện truyền thông dám nói sự thật, dám đưa cái tiếng nói sự thật của hàng triệu dân oan Việt Nam, của hàng triệu dân oan Việt Nam được nói sự thật ngay tại một đất nước Hoa Kỳ đang cho người Việt Nam có cái quyền được làm người để chúng ta được nói sự thật, nhưng mà chúng ta lại không dám nói sự thật bởi vì bọn cộng sản khủng bố nó đem nó chui nó tọt vô, nó mua chuộc, nó khống chế, cho nên những báo đài ở ngoài này cũng không dám đưa tất cả những cái tiếng nói hình ảnh sự thật của hàng triệu dân oan Việt Nam đã và đang chiến đấu từng ngày từng giờ và đang chiến thắng mà để cùng giúp cho chế độ cộng sản sụp đổ bằng chính sự thật tội ác của cộng sản. Cho nên qua cái nhưng mà tôi qua cái chương trình văn hóa nông nghiệp nhân bản Lạc Việt này mà Kim Thành được nói lên, rồi xong rồi lại gặp được cố giáo sư Nguyễn Ngọc Bích mà tới tại đây cùng với lại anh Hồ Văn Sinh và để nói lên cái chương trình là Việt Nam Cộng Hòa trở lại Việt Nam. Cho nên là sau khi mà tôi đi Houston vừa rồi, tôi chiến đấu và tại cái thiên đường hạ giới là chùa Tổng Nguyên 2 tại Houston, Texas của Thượng Tọa Thích Thông Lai Trọng Kính, thì tôi có cái cơ hội để tôi làm được một bài hát mà tôi muốn tặng. Tôi không ngờ, tôi chưa kịp để mà coi như hát để mà tặng cho cố giáo sư Nguyễn Ngọc Bích để tấm lòng để chia sẻ hàng triệu dân oan Việt Nam đã luôn luôn chiến đấu cùng với lại cố giáo sư. Mà tôi nói này, mà qua cái chương trình nhân bản văn hóa Lạc Việt, Thành xin nói lại một lần nữa, cố giáo sư Nguyễn Ngọc Bích là một người tài đức, mà thật sự là một trong vô số những người có tấm lòng với quê hương đất nước, dám dùng cái vũ khí sự thật để tiêu diệt cái chế độ cộng sản. Mà như chương trình văn hóa Lạc Việt, như anh cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, như anh Lại Minh Thuật, anh Ngô Đình Vận và một số đã và đang luôn ủng hộ dân oan, Thành có thể hát cái bài hát này để tặng cố. Dạ. Thành tự làm, mà xin nói lại Thành không biết gì về nhạc lý, về một chút gì về âm nhạc đó, nhưng mà Thành hát bằng tấm lòng. Rồi trước cái tài đức và cái tấm lòng của cố giáo sư Nguyễn Ngọc Bích cùng với mọi người có còn lương tri trong lòng người, thì làm cho Thành là sau cái được tới Houston, nơi chùa Tầm Nguyên, để mà hợp sức với Thượng Tọa Thích Thông Lai Trọng Kính để giúp cho chế độ cộng sản sụp đổ bằng chính sự thật tội ác của đó, để Thành làm đây. Việt Nam Cộng Hòa trở về quang phục quê hương, hân hoan mừng vui toàn dân chào đón Việt Nam Cộng Hòa hiên ngang trở về Việt Nam. Nhân dân Việt Nam luôn luôn mong chờ Việt Nam Cộng Hòa sớm trở về giải phóng quê hương Sài Gòn thân thương, giúp cho ba miền Nam Trung Bắc dương cao cờ vàng quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, giúp cho toàn dân Việt tự nguyện xuống đường chung sức quyết đâm tan đáng cướp cộng sản Việt Nam ác gian bạo tàn, vui thấy khủng bố cộng nô đê hèn ác ôn lôi cổ đập banh xác khô thằng tội đồ tặc hồ chết ma ngày toàn thắng khai hoàn. Toàn dân mừng đón quốc gia Việt Nam Cộng Hòa trở về dẹp tan giặc thù là bầy giặc nội ngoại xâm cộng sản ác ôn cuồng động và man rợ, nào cùng nô nức dương cao cơ vàng Việt Nam Cộng Hòa trở về quang phục quê hương toàn vẹn tổ quốc Việt Nam Cộng Hòa, Hoàng Sa Trường Sa là của chúng ta, dân tộc Việt Nam quật cường tự do chân pháp Chúa thật Phật thật gia hộ chúng ta,
dân Việt có thật những quyền tự do, dân chủ công bằng bác ái, tràn ngập hạnh phúc và ấm no cho toàn dân Việt, xứng danh con cháu Lạc Hồng, cờ vàng tung bay Việt Nam Cộng Hòa, rạng danh năm châu bốn biển sáng ngời, người Việt quốc gia. Cho toàn dân Việt, xứng danh con cháu Lạc Hồng, cờ vàng tung bay Việt Nam Cộng Hòa, rạng danh năm châu bốn biển sáng ngời, người Việt quốc gia. Việt Nam Cộng Hòa vinh quang muôn năm, Việt Nam Cộng Hòa rạng ngời muôn năm. Vâng, xin thành thật cảm ơn chị. Và xin một lần nữa thay mặt cho hàng triệu dân oan Việt Nam, Kim Thành xin chân thành cảm ơn anh ký giả Ngô Đình Vận và anh Lại Minh Thuận, cục quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, đã tạo cơ hội cho hàng triệu dân oan Việt Nam. Thật sự là Thành có nhiều kỷ niệm và là rất là tuyệt vời giữa giáo sư, cố giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đối với hàng triệu dân oan Việt Nam mà đã và đang bị bịt mồm, bịt miệng, bị xóa tất cả những hình ảnh chiến thắng của cách mạng ngàn hoa mà dân oan đã và đang chiến thắng từng ngày từng giờ. Nhưng mà ngày hôm nay nhờ hồng ân của ơn trên, Đức Phật thật, Đức Chúa thật, Đức Thánh Trần Hưng Đạo Vương và giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đã linh thiêng cho Thành có cơ hội. Tự nhiên hôm nay cái là Thành tới tham dự vào buổi chào cờ đầu tháng của thứ bảy phong anh, và mỗi một tháng là tại tượng đài của Đức Thánh Trần đã cho Kim Thành được thay hàng triệu dân oan Việt Nam được nói lời thành kính chia buồn cùng với gia đình của cố giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Và xin được nói một cái sự thật, cố giáo sư Nguyễn Ngọc Bích là một quý ân nhân của hàng triệu dân oan Việt Nam và cũng là một cái tấm gương về cái người Việt Nam mà có còn lương tri và lương tâm làm người. Người Việt quốc gia Việt Nam là phải theo gương như là cố giáo sư Nguyễn Ngọc Bích và cùng với mọi người đã và đang chiến đấu từng ngày từng giờ, dùng cái vũ khí sự thật dương cao lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, tiêu diệt cái chế độ cộng sản khủng bố VC càng sớm càng tốt bằng chính sự thật tội ác của chúng, và ngừng ngay tất cả mọi cái hành vi lừa đảo, bịp bợm, gian manh, chia rẽ phe ta đánh phe mình. Nếu như chúng ta muốn chiến thắng được cộng sản và đập tan cái chế độ cộng sản càng sớm càng tốt, bây giờ đã hơn 40 năm rồi, cộng sản nó còn tồn tại là do chính chúng ta. Chính chúng ta không chấp nhận sự thật và cứ để cho bọn cộng sản khủng bố VC nó chui lủi nằm vùng và nó phá nát, nó chia rẽ chúng ta bằng cái sự tội ác của chúng nó. Cho nên chúng ta phải dùng sự thật để đập tan cái chế độ cộng sản khủng bố VC bằng chính sự thật tội ác của nó. Và xin một lần nữa cảm ơn cái đài, cái truyền thông duy nhất mà cái tiếng dám đưa cái tiếng nói sự thật của hàng triệu dân oan Việt Nam chiến thắng cách mạng ngàn hoa, mà chương trình văn hóa nhân bản Lạc Việt đã giúp cho hàng triệu dân oan Việt Nam được nói. Xin một lần nữa xin cảm ơn anh Ngô Đình Vận và anh Lại Minh Thuận. Cảm ơn rất nhiều và xin cảm ơn anh.